Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Huy Eatun. Hôm nay mình đi dự nhà mới của anh Y Ngân. Xin mời các bạn xem cho vui nha. Các bạn xem kênh Huy Eatun và kênh Eatun Đắk Lắk với tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin mời các bạn xem tiếp phần 2. Còn phần 1 bên kênh Eatun Đắk Lắk với tôi. Bây giờ phần 2 bên kênh Huy Eatun. Lá chuối khô này để làm gì không các bạn? Khi là lá mít này để bà con nhét vào trong cái trong chế rượu cần đó các bạn. Đây này, đây là lá chuối khô, đó là lá mít. Bây giờ là những người lớn tuổi nhất uống rượu cần. Mỗi người chỉ uống được chỉ có, theo mình biết là sơ sơ thôi nha, chỉ có vài ly thôi chứ không uống nhiều đâu. Thì tí nữa rồi ăn cơm xong xuôi rồi bắt đầu mới vô tiệc chính thức là mừng nhà mới. Thank you.
mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn chú. Dạ dạ. Rượu mạnh quá các bạn ơi. Uống hết ly rồi. Say á. Rượu rất ngon. Bây giờ mình thấy các cô, các bác và các anh đã chuẩn bị dọn cơm ăn trưa. Mình uống không có nổi đâu các bạn, mới làm một ly mà thấy chán quán cái mặt mày rồi, rượu đây nặng lắm. Canh bột này làm những cái gì trong này ta? Thịt. Thịt thế nào? Đó thịt đó là dưa, cái độc dưa ấy. Cái độc dưa, cái độc dưa rừng á. Độc dưa rừng này. Đó cái độc dưa rừng á. Độc mai với độc. Ê, hui, chấp cái để tao ăn cơm này. Quay để tao ăn cơm. Đó sao bữa kêu á. Ngon lắm. Đã ăn đọt mày nè. Sao con nằm ngồi? Nằm chi có ớt nữa. Cái này hồi nãy mình không quay được cái này các bạn. Cái này là bên phụ nữ làm. Mình hứa là một dịp khác là mình sẽ vô mình quay tận nơi cho các bạn tìm hiểu được cái món ăn này nha. Món đặc sản của đồng bào ED mình đây. Cây này là cái đọt của cây dừa rừng này. Bà con đi lấy rất xa này. Mình xin phép mình thử nha. Ngon lắm các bạn ơi. Có tiệc là một cái gì lớn bà con mới đi lấy về thôi chứ bình thường ít khi đi. Này gần mấy đất xa. Hôm nay là nấu thịt heo này. Với lại bột gạo. À, giả ra chứ hả? Bột gạo giả ra đúng không? Có nhà làm hết á. Có lá cây đâu không? Có. Lá cây nữa. Bột phải có lá cây đó. Hôm nào mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Hồi nãy mình lo quay nhà tên đó thì cái này được chị em phụ nữ người ta nấu phía trong nhà. Mình không có thể mình xuống quay được. Bữa được sau mình sẽ quay cái món ăn đặc sản của đồng bào ở chỗ mình ở nha. Các bạn xem cho biết nha.
này rất ngon các bạn. Còn là đặc sản không các bạn ơi? Đặc sản mầm tiết á. Này nó ngon nữa này. Nhìn vậy nó ngon lắm các bạn ơi. Các bạn nha. Anh áo vàng là anh Y Ngưng. Y Ngưng gọi bằng gì? Thì hôm nay anh Y Ngưng có mời mình tới giao lưu cùng uống rượu cần. Đồng bào ED nha các bạn nha. Nãy giờ ăn cơm rồi, uống rượu rồi. Uống rượu trắng á, ngoài kia đây. Bây giờ bắt đầu video chính thức đây. Ở đây có cồng chiên, nhưng mà hôm nay những người mà biết đánh cồng chiên á, đi làm xa các bạn, không về kịp. Không thôi là bữa nay là có đội cồng chiên đánh này rất hay rồi. Chiên thì có nhưng mà không có người đánh. Cái chế cuối cùng là mình thấy cái chế rất đẹp đó các bạn, chắc là chế cổ nha. Chế này chơi hiếm có này. Bạn thấy mấy cái chỗ chế cổ đẹp không? Đây đây, chế này nữa này, chế này nữa, quá tuyệt vời luôn các bạn. Thì bà con làm một cái nhà mới thì cũng phải nhớ đến tổ tiên con bà. Bây giờ các anh rót rượu lên mời các bậc tổ tiên con bà trước, rồi sau mới đến mình uống. Thì trên cái bàn này là đầy đủ, không thiếu gì các bạn nha. Thứ nhất là trái cây, hai là thịt bắp tiết, rượu cần, kia là có một con heo. Con heo nhỏ làm ra đó, nhưng mà mình không có tiền mình quay cho bạn xem được đâu. Mình nằm trong cái tô đó và trong một cái bông bên cạnh nữa. Cái nghi lễ làm nhà mới đã xong thì bây giờ cái mình thấy tiếp theo là bà con trong dòng họ tới là tặng quà cho cô chú. Đây là chủ gia đình, là ba mẹ của anh Y Ngưng đó. Cô là vợ của chú đây, cô đang đeo còng. Rồi tiếp theo những người lớn tuổi nữa là tới vừa tặng cái còng bằng đồng các bạn đó, vừa đeo rồi tay bên tay phải của chú và tiền. Thank you.
Thank you.
Đến đây đã kết thúc. Xin mời các bạn xem tiếp phần 3 trên kênh Etun Đắk Lắk với tôi. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh để theo dõi những video mới nhất nha các bạn. Xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh Etun Đắk Lắk với tôi nha.